Hello các bạn, mình đã tới với hai nồi nha các bạn. Đây. Mời bà bè. Bây giờ mình sẽ đi nha các bạn. Ra đường đi. Later. Coca, coca, coca này. Coca. Lấy ớt coca. Ớt coca em được, đem lon là làm bún, bún, bún lon bún loại. Ăn gì thôi? Dạ. Người bên mật có nhiều mặn, mật có nhiều mặn, cái ta cũng còn mật. Rồi, nó nhỏ ăn hết thì mình ăn rồi. Không, không, không. Càng nhẹ. Coca nhau mà người ta nên ăn. Ăn cái răng nó mới dở. Tại tao dung lên ngay cái miệng mày nhỉ. Dạ cho ngon ngon vô rồi. Mốt tao có tiền tao giàu tao tao. À. Nào nè làm cái gì? Đây là cái chân cái tay ạ. Cái chân gà đâu có cái tay. Đây là cái chân gà nha các bạn. Sắm hè tiện thủ luôn. Vậy thì cũng to thì bác. Vậy chứ sao? Mấy đứa mình tích tích cơ thiệt. Có đứa vừa mua bắp bơ. Ờ. Nó tới tâm cơ là nó giàu thiệt. One hour later. Hai nằm ngửa. Ông bê bê còn cá kho. Mày không có tiền uống. Các bạn nha. Hai khoa hai dạ. Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký, like, share để ủng hộ mình nha. Bye bye. Bye các bạn. The end.